Xin chào các bạn Thế giới đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong do lũ quỷ Hamut quấy phá Năm vị anh hùng mạnh nhất đã được cử tới để tiêu diệt quái vật Trong khi các anh hùng khác đang tập trung tiêu diệt quái vật thì tên Hamel đần độn lại coi đây là một cuộc cạnh tranh với tay thủ lĩnh Vơ Cuối cùng quỷ vương chưa giết được thì Hamel đã hiệu vì lấy thân cứu tên tình địch của đời mình Trước khi chết rõ ràng đã nghe Vơ hứa sẽ dọn sạch hai tên quỷ vương còn lại Thế quái nào tên khốn đó lại nuốt lời để rồi 300 năm sau Hamel được trùng sinh vào đứa trẻ 13 tuổi và đọc lại lịch sử mới biết quỷ vương vẫn chưa chết. Đáng hận hơn cả là phải làm hầu duệ đời thứ ba của tên anh hùng vương mau chết tiệt. Vì không thuộc nhánh chính của gia tộc nên Hamel phải tốn 3 ngày trời để tới nhà chính của gia tộc chuẩn bị ngày lễ truyền thừa dòng máu. Biết rằng trước khi đạt được mục đích của đời mình thì không nên gây rắc rối. Tuy nhiên Hamel vẫn phải ra tay trùng trị thằng ranh con hống hách. Chỉ vì nghĩ mình thuộc dòng chính nên đứng trên tất cả này, Cuối cùng tên thu cuộc Sion ở mức hẹn sẽ trả thù nhưng hơi meo mặc kệ. Đến công mạnh tên vơ chết tiệt. Từ giờ trở đi ta sẽ phá dối đám hầu duệ này. Vì ta đâu có muốn làm con cháu của người đâu. Cái thứ luân hồi khốn kiếp. Cuối cùng buổi tiệc kế tục huyết thống được tổ chức bởi gia chủ Gillet cũng bắt đầu. Để cuộc đấu trở thành hậu duệ của vơ được công bằng thì ông mời tới tháp chủ Leverow làm chủ khảo. Hà Mèo nhận ra đây chính là hậu duệ đời thứ ba của rút mình là phù thủy Sienna. Anh ta đã thiết kế ra một mê cung để mọi đứa trẻ có thể chinh phục. Mỗi người vào một lối khác nhau tìm cách vượt qua bẫy để đánh bại quái vật tinh anh ở trung tâm. Về độ an toàn thì các chú không phải cờ lo, vì chúng đều được tạo ra bằng ma thuật ảo ảnh. Và phần thưởng dành cho kẻ đánh bại được trùng cuối chính là một báu vật bên trong căn phòng vật phẩm của gia tộc. Hamel với mục đích giành được thứ đó để phục hồi sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, nên anh ta đã luyện tập ngày đêm. Tuy nhiên không tránh khỏi sự chú ý của hai đứa trẻ dòng phụ là garit và Di Saya. Tên Gareth như một tên hướng nội, chả thèm nói gì mà cởi phát áo ra khoe cơ bắp với Hermel vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ tên hâm này đang quảng cáo hóc môn tăng trưởng à? Con bé đi xây ra có vẻ bình thường hơn ông anh kia. Nghe nói ông anh Hermel đã đánh bại được Tessian nên cô ta đòi solo. Cũng tiện đây ông men muốn tìm hiểu sức mạnh của đám trẻ này nên Hermel đã đồng ý lời thách đấu. Ngay sau khi tên ngốc Gareth hô bắt đầu cuộc đấu thì đi xây ra đã lao tới với tốc độ vô cùng nhanh tính đánh phủ đầu đối thủ nhưng kế hoạch của cô ả đã bị phá sản bởi uy áp vô cùng khủng bố từ Hamel. Lớp phòng thủ của Hamel là hoàn toàn không có một kẽ hở nào, bất quá đi xây ra vẫn phải liều mình xông tới. Nhưng tất cả những đòn đánh đều bị Hamel đỡ không chịu phát nào. Tuy nhiên với tốc độ tấn công này thì Hamel cũng phải công nhận cô ta không phải dạng vừa. Nhưng làm sao mà so với anh ta được đây? Chỉ thấy Hamel nhanh chóng kết thúc cuộc đấu bằng một lần vung giáo duy nhất khiến cho hai anh em kia phải tâm phục khẩu phục. Cuối cùng ngày tổ chức cuộc thi đã bắt đầu. Tất cả được tụ họp trước một cánh cổng ma pháp Vừa bước vào bên trong mê cung, Hamel đã nhớ lại đội anh hùng ngày trước đã từng phá nát nơi này. Bây giờ chỉ cần dựa theo kinh nghiệm mà tiến tới mà thôi. Đá mạnh lại còn hack game thế này thì bọn nhỏ kia chỉ có khóc thét mà thôi. Quả nhiên với tân phận dòng phụ không được đầu tư học võ thuật, ba đứa trẻ yếu ớt nhất đã không thể qua nổi ải đầu tiên mà phải gọi tháp chủ tới cứu. Trong khi đó những đứa trẻ còn lại vẫn đang tự tin tiến về phía trước và đã nhanh chóng vượt qua được ải đầu tiên. Tuy nhiên nhanh hơn cả là Hamel Lúc này anh ta đang đối diện với một con orc siêu to khổng lồ. Con quái vật hung ác này vốn được tạo ra với sức mạnh vượt trội để những người tham gia tìm cách lách qua. Nhưng đối với Hamel nó chỉ là một bài tiết sức mạnh mà thôi. Chỉ trong một khoảnh khắc anh ta đã tung ra hàng trăm vết chém cắt vào người con quái ốc to xác và kết thúc bằng một đòn sung điện bùng nổ ngầu loài Ở bên kia tên não cơ bắp Garrett cũng vừa hạ xong tên quái vật với vô số vết thương trên người, thậm chí còn bị gãy xương sườn nên không biết mấy tên không có sức mạnh kia vượt qua kiểu gì nhưng đúng như tính toán của tháp chủ Le ba tên nhóc còn lại thừa thông minh để đánh lạc hướng con óc, từ đó thông qua mà không tốn một chút công sức nào. Cuối cùng tất cả đã tới được Mê Cung và đối đầu với con boss mạnh nhất của Mê Cung. Trong khi Sion đang trong váng trước sức mạnh khủng bố của con quái vật Nasus này thì có tiếng gọi làm cho hắn giật mình. Thì ra Hermel đã đợi ở đây từ lâu chỉ vì muốn xem ai là người đến đầu tiên sau anh ta. Nhưng không ngờ cả ba đứa trẻ này đều tới đây cùng một lúc. Hà sớm biết mình có thể hạ gục được con quái vật này một cách dễ dàng, nên để dành cho bọn nhóc kia thử sức. Quái vật trùng cuối đó sẽ không tấn công nếu không tiến vào một khoảng cách nhất định. Dựa vào thứ tự vừa nói tiến vào cánh cổng, Hà chỉ định đi xây ra sẽ vào chiến đầu tiên. Sau đó là Sion và Ciel. Ta sẽ lên sau cùng khi các ngươi bị hạ hết. Còn nếu như Sion ngươi có thể hạ được nó, thì ta sẽ gọi mày là anh trai suốt phần đời còn lại. Nghe cũng bùi tai nên Sion chấp nhận giao kèo. Lúc này đi xây ra đang vô cùng vất vả khi chiến đấu một mình với tên Asus. Tuy nhiên cô nàng đã lợi dụng thân hình nhỏ gọn và tốc độ, cuối cùng đã thành công xuyên được một giáo vào bụng tên Asus. Nhưng thanh giáo không được bút mana cũng chỉ như quay tăm, không thể nào xuyên qua được cơ bụng cứng cáp của tên Asus. Ngày lúc này tên quái vật đầu trâu đã bắt được cơ hội túm chặt lấy đi xây ra mà ném thẳng ra ngoài kết thúc một cuộc đấu. Rõ ràng đây không phải là quái vật thật sự, nếu không thì cô ta đã hẹo lâu rồi. Chỉ thấy hắn tự tin cầm chặt thanh kiếm mà bước tới. Ta sẽ cho người thấy Giả huyết thống trực hệ của gia tộc ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với lũ phân hệ các ngươi. Lập tức si ẩn một lượng mana lớn vào trong thanh kiếm, khiến cho nó có thể cắt sashimi tên quái vật Nasus một cách dễ dàng. Tuy nhiên đấy chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Thực tế thì còn chưa vui mừng được bao lâu thì mana của hắn đã bị tiêu tán sạch. Thì ra mê cung sẽ không cho phép sử dụng bất kỳ sức mạnh nào khác ngoài thể thuật. Mất đi con bài tẩy. Tuy rất sợ hãi nhưng vì sĩ gái và tên Hamel đang nhìn chằm chằm ở sau đít, Sian vẫn cắn răng cắn lợi mà lao tới phía trước con quái vật kết quả là vừa vạt bị con quái vật ném ngã sắp mặt lờ bị hai mèo cửa chế giễu là kẻ bại trận khiến cho ẩn tức điên người mà không làm được gì cô bé CL giả nai sợ thua không dám lên chiến đấu vậy nên lượt trận cuối cùng này hơi mèo đá khiên kiếm đầy đủ mà lao tới chiến tay đôi với quái vật bằng chiến thuật chiến đấu thông minh anh không vội tấn công mà chủ động né tránh những đòn trực diện tiếp theo đó là sử dụng tốc độ của mình mà tìm sơ hở của quái vật thành công nửa nó tự đấm thẳng vào mặt mình nhân lúc con quái vật đầu trâu đang trong váng và để lộ ra động mạch yếu huyệt hamel đã tập trung vào đó mà chém ra vô số đường cắt ngọt phá tan được lớp da cứng rắn đòn chốt hạ là tập trung sức mạnh vào mũi kiếm và ghi mạnh vào vết thương hở khiến cho con quái vật thét lên đau đớn cùng dòng huyết quản chảy ra như thác kết quả cuối cùng hamel đã chiến thắng tất cả ảo ảnh trong mê công dần biến mất báo hiệu buổi lễ đã kết thúc trong khi gia chủ Gillette vô cùng sung sướng và hài lòng trước sự thể hiện tuyệt vời của đứa bé dòng thứ thì tháp chủ Lebrow lại tỏ ra khá bối rối vì mục đích anh ta tạo ra con quái vật Ngưu Ma Vương không phải là để song đấu. Anh ta muốn mời đứa nhóc cùng nhau hợp tác và thử nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng Hamel đúng là quái vật khi phá vỡ hết kế hoạch huấn luyện những đứa trẻ dòng chính của anh ta. Anh ta muốn mời đứa nhóc cùng hợp tác và thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng Hamel đúng là quái vật khi phá vỡ hết kế hoạch huấn luyện những đứa trẻ dòng chính của anh ta. Ông cần phải lo lắng khi sự ao trình của cậu ta sẽ là trở ngại lớn đối với mấy đứa con, đẻ, dòng chính trong cuộc chiến thừa kế này. Tuy nhiên quan điểm của gia chủ này rất rõ ràng, vị trí gia chủ phải được người vĩ đại nhất của Leo Hớt nắm giữ. Nếu chúng yếu tới mức không thể bảo vệ được cái quyền mà sinh ra đã được trao thẳng, thì chúng không xứng đáng dẫn dắt nhà Leo Hớt. Dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, việc cần làm bây giờ là chúc mừng cái đã. Quả nhiên đối với những kẻ thua trận thì khoảnh khắc này vô cùng nặng nề. Tệ nhất là đứa con cả yêu còn không thể đến được giữa mê cung do bị ma pháp và quái vật làm cho sao nháng. Sự tò mò đó không đáng trách, nhưng quên đi mục tiêu ở lễ kế tục quyết thống thì thật là đáng thất vọng. So với nó thì anh em Sian có thể tới được trung tâm mê cung, thì thất bại này chỉ là do chúng thiếu kinh nghiệm mà thôi. Ông dành rất nhiều lời khen cho Hamel, với màn biểu diễn ấn tượng khi đối đầu trực diện với con quái óc khổng lồ và con bot Nasus. Vừa nghe tới đây tên não cơ bắp garit vừa kinh ngạc vừa tiếc của, rằng nếu tên nhỏ này uống thuốc tăng cơ của mình, thì chắc hẳn hàng họ của hắn sẽ mờ lem rất nhiều so với bây giờ đấy. Cuối cùng vì những đứa trẻ chinh phục mê cung quá nhanh nên không kịp chuẩn bị tiệc, gia chủ Guillet lệnh cho Rebaro đưa bọn chúng về trước, còn riêng quán quân Hamel sẽ đi riêng với mình tới căn phòng bí mật của gia tộc để chọn quà. Trong khi đó thì CL nhìn theo rất ghen tị. Vì dù mình là trực hệ nhưng chưa bao giờ được ông bố cho thăm căn phòng bí mật đó. Đi được một quãng thì ông bắt đầu bắt chuyện với đứa cháu dòng thứ Hamel, khen cậu ấy rất giỏi dùng các loại binh khí khác nhau. Tuy vũ khí dùng cho gia tộc là kiếm nhưng ông cố nội vơ mau lại có thể dùng được mọi loại vũ khí dù vậy không chỉ có ngày ấy mới có khả năng đó một người đồng chí của ngày ấy cũng là cao thủ gần như ngang bằng tuy rằng trong chuyện khắc hòa là một người chuyên gây rắc rối và luôn ganh tị với vơ mau nhưng ngày ấy không bao giờ từ bỏ mà thay vào đó là ngày càng cố gắng hơn để vượt qua giới hạn bản thân và cuối cùng là một cái chết danh dự hy sinh bản thân vì anh bạn chính vì điều đó làm cho gia chủ thích ngày ấy hơn cả ông cố nội vơ mau của mình mặc dù những gì trong sách có chút phóng đại để gian dạy đạo đức nhưng nghe được những lời này từ gia chủ Gillette làm cho hơi vô cùng xúc động. Sau một lúc thì họ cũng đã tới được trước căn phòng bí mật sâu bên trong khu rừng. Gillette chia sẻ rằng Hermel là người đầu tiên được vào đây mà thuộc chi dưới. Tất nhiên điều này đã được thảo luận với các trưởng lão khác trong gia tộc, bao gồm cả cựu gia chủ là người vô cùng xuất chúng. Trong những món đồ gia truyền được cất giữ, báu vật được Hermel thèm khát nhất là thanh thanh kiếm mạnh mẽ. Nhưng thứ đó sẽ không dễ dàng lấy được, vì nó là biểu tượng của gia tộc, không thể bị một người sở hữu. Còn một lý do nữa là sau ngài vơ chưa có một người nào được thành kiếm công nhận. Lúc này gia chủ kim Lét bắt đầu nhỏ máu làm ngây thức mở cửa hầm chứa. Cánh cửa dần mở ra để lộ thanh kiếm tỏa sáng bừng bừng ở giữa trung tâm, làm cho Hermel rất phấn khích. Tuy được cảnh báo nhưng anh ta mặc kệ, vẫn là phải thật sức trước cái đã. Phải biết rằng thanh kiếm này được các vị thần tạo ra từ thời kỳ đầu tiên của đế quốc Darat. Sau một thời gian dài bị phong ấn, nó chỉ công nhận duy nhất Vermaum là chủ nhân. Trong cuộc chiến, nó đã đâm thùng được 3 trong số 5 quỷ vương mạnh mẽ. Sau đó thì không còn một vai trò nào khác là được dùng như một cây đuốc dẫn đường. Hamel từ tiên bước tới nắm chặt thanh kiếm và từ từ rút nó lên. Tuy nhiên dù có gồng cơ đít thích cơ mông như thế nào thì cũng không làm cách nào cho nó nhúc nhích được một chút. Thấy vậy thì anh ta tự an ủi, rằng dù có rút được thanh kiếm thì cũng không thể mang ra ngoài. Thôi đành tìm báu vật khác vậy. Quả nhiên nơi đây có vô số thần binh khiến cho Hamel phải kinh ngạc. Thanh gươm S Spell này cho phép hấp thụ mana của kẻ địch bị chém và miễn nhiễm với mọi loại phép thuật. Bên kia là lôi cung Penop bắn ra lôi độn bất chấp khoảng cách. Bên cạnh là huyền kiếm Rapper có thể linh hoạt chuyển hóa thành một cây roi điện trăm lưỡi. Khi lướt qua khu vực bảo thạch và trang sức, hai mèo vô cùng bất ngờ về chiếc vòng bảo thạch mà mình luôn đeo ở kiếp trước cũng có mặt ở đây. Có vẻ như nó liên quan tới giao ước của hai tên quỷ vương còn lại với Vermau để đổi lấy sự hòa bình. Rốt cuộc thì giao ước đó là cái gì? Lúc này gia chủ Gillet đang vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Hamel lại chọn một chiếc vòng cổ thô cũ. Ông nhận ra nó cũng không hề có linh lực mà thậm chí không phải là bảo vật của gia tộc. Chính vì điều đó ông đã mượn tạm để nhờ tháp chủ Lebora thẩm định lại. Ngoài ra ông cho phép Hamel chọn thêm một bảo vật nữa. Ngay lập tức cậu ta đã chọn bảo kiếm Gwynai. Nó ẩn chứa sức mạnh tinh linh gió mạnh mẽ của phong vương, khó ai có thể địch nổi. Cô bé đi xây ra phản kích kịch liệt khi biết cậu không chọn một cây giáo. Có lẽ cô nàng bị ám ảnh về trận thua của mình khi trước. Garrett cũng đồng tình quan điểm khi cho rằng Hamel đã chọn sai vũ khí. Nó quá nhẹ so với một người não cơ bắp. Nên phù hợp hơn sẽ là dìu hoặc búa tho. Hắn còn dụ Hamel mua thuốc tăng cường sau khi uống sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng thôi, tôi xin cứu. Nhắc tới giá và búa. Đến giờ Hamel mới nhớ ra trong kho chứa không hề xuất hiện vũ khí của quỷ vương. 300 năm trước ở ma vực Helmut, có tổng cộng 5 quỷ vương. Đứng đầu là ma vương diệt thế. Thứ hai là ma vương tả cấm. Hạng 3 là ma vương cuồng loạn, hai hạng chót là ma vương bạo tàn và ma vương đồ tể trong đó chỉ có hai thứ là chiếc giáo Zutut và bố nguyền điều là được vơ mao cướp được có thể vì nó có mạnh không thể chứa trong hầm kho báu được lúc này thì tháp chủ leborow đã có mặt tại văn phòng theo lời mời của gia chủ Gillette. anh ta lập tức kiểm tra chiếc vòng cổ mà hai meo thu được trong căn phòng kho báu kỳ lạ là dù có cố gắng kiểm tra sâu hơn bằng việc đọc ký ức mana còn sót lại bên trong chiếc vòng nếu đây không phải là vật dụng phép thuật thì nó sẽ được trao cho hai đây là thứ mà thằng bé muốn tới nối từ bỏ cả đống châu báu Sáng hôm sau Hamel và hầu gái bắt gặp Jonion. Anh ta là em trai của gia chủ Gwilet, kẻ rất ham mê những cuộc chinh phạt nên không màng đến yêu đương và kết hôn. Jonion rất phấn khích khi gặp được cậu bé đã dẫn đầu trong lễ kết tục huyết thống của gia tộc. Anh ta giải thích rằng mặc dù rất muốn gặp Hamel sớm hơn, tuy nhiên anh ta lại không thể tham gia buổi lễ vì theo truyền thống chỉ có gia chủ mới được chứng kiến buổi lễ. Tiếp sau đó anh ta mở cửa ra cho Hamel bước vào bên trong gặp gia chủ. Bên trong căn phòng là gia chủ Gwilet đã đợi sẵn với một bàn tiệc nhỏ để tiếp đãi Hamel. Việc đầu tiên là giao lại chiếc vòng cổ cho Hamel. Khi nghe tới việc tháp chủ chỉ kiểm tra được ký ức của nó trong vòng 100 năm trở lại và không thấy có gì đặc biệt, thì Hamel mới táo hỏa nhận ra rằng nó đã được vơ mau dùng ma pháp che phủ để che giấu một điều gì đó. Tuy nhiên cậu ta vẫn tỏ ra rất vui mừng và cảm ơn gia chủ đã cho phép mình giữ chiếc vòng. Việc thứ hai mà gia chủ Gillette đề cập đến cũng quan trọng hơn không kém. Nghe giọng nói đầy tính trọng đại của ông ta, Hamel đã đoán ra được và kiên quyết từ chối. Cô bé CL tuy rất dễ thương và tốt bụng, Tuy nhiên bây giờ cậu ta vẫn chưa muốn nghĩ gì tới việc đính ước và kết hôn. Nhớ lại thì từ trước tới giờ, dù đợt đánh anh trai của cô ta bầm dập thì Xiao vẫn rất thân thiện với cậu ta. Có lẽ tất cả đã để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân chính trị này. Trong khi Hamel đang mải nói ra suy nghĩ của mình thì bị Gilles ngăn lại và giải thích. Rằng cậu đã hiểu nhầm, không có chuyện ông muốn hai đứa kết hôn ở cái tuổi tàu hôn này. Mặt Hamel đỏ bừng tím tái vì cái tính mê gái dù đầu thai chuyển kiếp vẫn chưa hết chuyện mà gia chủ gillet muốn nói là sẽ nhận hamel làm con nuôi nếu hamel đồng ý thì ông ấy sẽ nhập cha của cậu ta vào dòng chính của gia tộc ông ấy làm điều này chỉ vì muốn giúp cho tương lai sau này của hamel chứ không có gì khác tuy nhiên nếu hamel không muốn thì cũng sẽ không hề mất đi sự yêu quý của ông ấy chỉ là nếu thế sẽ rất buồn và đáng tiếc với tương lai của một tài năng lớn vì nếu hamel gia nhập vào dòng chính sẽ được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt là được học hỏi nhiều điều từ người có mana mạnh nhất của gia tộc một viên pha lê chứa mana sẽ được tìm thấy trong xác của quái vật cấp cao nhưng đá mana cấp càng cao thì càng có luyện hóa, và lúc này phải cần tới vai trò của một người thầy giỏi. Tất cả những điều đó chỉ có thể được đáp ứng nếu Hamel ở đây đây. Vì nếu cậu ta trở lại quê cũ thì với môi trường thiếu thốn đó sẽ là quá lãng phí cho một tài năng trẻ. Gia chủ Kiulet quyết định phải gặp cha của Hamel để trao đổi về vấn đề này. Công việc đã trao đổi xong thì Hamel xin phép cáo lui. Trên đường về thì cậu ta đánh hơi được có mùi nước hoa ở đâu đây? Nó phát ra từ một khúc ngoặt ở phía trước, dường như có người đang đứng ở đó. Thì ra đó chính là à, vợ hai của gia chủ Quillet. Không ngờ được rằng bà ta lại vờ như là mình vừa tới và chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi. Tưởng gì chứ bad boy thì Hamel không cần phải diễn. Ngay lập tức cậu ta hùa theo xem mụ ta có mục đích gì. Sau khi cố gạo hỏi chuyện của cậu ta và ông chồng mình không thành thì mụ ta cũng phải công nhận rằng Hamel là một đứa trẻ khá gan góc. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm vì Hamel chính là đứa trẻ đã loại hết cả ba đứa trẻ dòng chính trong lễ kế tục. Đánh giá Hamel là một đứa có tiềm năng rất lớn sau này thế là bà ta quyết định giữ mối quan hệ tốt với cậu hơn là làm kẻ thù. Vì vậy việc dùng CL làm con bài hôn nhân chính trị cũng không phải là ý tồi. Biết không thể moi thêm thông tin gì từ Hamel, bà ta bắt đầu chuyển qua trách mắng thằng con Sion đã lao lếu với cậu ta mấy ngày hôm trước và giả vờ xin lỗi. Hứa sẽ dạy bảo thằng con trời đánh thật kỹ và hy vọng hai đứa sẽ có quan hệ tốt trong tương lai. Hamel cười hiền đồng ý và xin phép cáo lui. Trong lòng thì không khỏi buồn nôn vì được bộ giả na trước mặt đâm lén sau lưng sau này cần phải cẩn thận hơn với bà ta mới được sau ba ngày rong ruổi từ quê hương xa xôi ông Iga cha của Hamel cuối cùng cũng đã tới được dinh thự của gia tộc tới giờ này ông vẫn không thể ngờ được con trai của mình lại là người chiến thắng từ nhỏ Hamel đã thể hiện được thiên phú hơn người nhưng ông lại quá nghèo không đáp ứng được điều kiện phát triển tài năng cho thằng bé ngày nào ông cũng lo lắng rằng lên đây Hamel sẽ bị bắt nạt bởi thân phận dòng phù nhưng không ngờ đột nhiên một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta đó là giọng nói quen thuộc của con trai làm cho ông vô cùng xúc động Ông Iga chạy tới ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng mà không ngừng nước nở khi thấy cậu ta vẫn an toàn. Giờ mới để ý tới gia chủ Gilead đã đứng đó từ bao giờ. Đến lúc này ông mới giật mình xin lỗi và giới thiệu bản thân. Sau màn chào hỏi và giới thiệu, ông ta mới giật mình chưa được nghị nhận Hamel làm con nuôi của gia chủ Gilead. Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông mới đồng ý vì hoàn toàn tin tưởng rằng thằng bé sẽ thích nghi và phát triển tốt ở nơi này. Hôm sau, một bữa tiệc hoành tráng chúc mừng chiến thắng của dòng thứ vẫn được tổ chức. Thay vì là sự xấu hổ của gia chủ, lúc này những phụ huynh cũng tụ họp chúc mừng ông Iga, cha của Hamel. Chắc hẳn đây là cha của garit vì ông ta luôn mồm quảng cáo thuốc tăng cơ gia truyền. Trong bữa tiệc chỉ có duy nhất hai mẹ con nhị phu nhân là hướng nội nhất vì đã hai tên Hamel trở thành một thành viên của gia đình. Bà ta nổi con trai, rằng dù thế nào đi chăng nữa Hamel cũng không có cơ hội cạnh tranh ngôi vị gia chủ. Nhưng hãy trầm cảm lên vì họ sẽ mãi cười nhào về lần đầu tiên trong lịch sử con thuộc dòng chính mà không thể chiến thắng bà ta bảo thằng con Sion thua kém Hamel quá nhiều thay vì đối đầu trực diện cậu ta nên làm bạn để sau này Hamel sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ nhất của Sion nghe tới đây thì Sion cũng có ý suy nhưng lại ngại ngùng vì không biết bắt đầu từ đâu và vì hắn cũng có vẻ khá ngạo mạn riêng cô em Sion thì vẫn cứ leo đéo theo chân Hamel bắt cậu ta phải gọi cô là chị gái chỉ vì Hamel sinh sau cô nàng có vài tháng Lý do mà cô nàng đưa ra cũng khá là cổ chuối. Rằng cô sinh muộn hơn thằng anh Sian có 5 giây, thế mà đã phải là em. Chính vì vậy thì Hamel gọi cô ta là chị thì quá đáng là hợp lý đi ấy chứ. Về phần mình thì Hamel mà kệ hết thảy lời cơ cẩm của con bé lém lỉnh kia. Gọi một con nhóc 13 tuổi là chị thì mình thả cắn lưỡi hẹo mẹ cho rồi. Về phần bà vợ và đứa con cả yêu cậu ta tuy đã được tháp chủ chấp nhận làm đầu đệ và hứa sẽ bảo vệ trước những phân biệt đối xử ở xích tháp. Nhưng bà mẹ lại phản đối kịch liệt vì chỉ muốn hướng cho thằng con trai trở thành gia chủ mà thôi. Cuối cùng nhờ sự can thiệp của gia chủ Gillet, Iode đã thành công rời khỏi bà mẹ hám danh mà đi theo tháp chủ Loberau để bắt đầu cuộc sống mới. Mọi người cũng dần trở về nhà sau bữa tiệc. Và hôm nay cũng là ngày mà Hamel sẽ được huấn luyện mana lần đầu tiên sau khi tái sinh. Thầy hướng dẫn của cậu ta không ngờ lại chính là Jolion. Anh ta đã đứng đợi từ sớm để dẫn Hamel tới mạch mana của gia tộc. Nó không phải là nguồn mana tự nhiên, mà là do chính Vơ Mao tạo ra vào 300 năm trước. Sức mạnh của hắn cũng khá quái vật. Hameo được thầy hướng dẫn chỉ tới ngồi vào chính giữa một vòng tròn lớn để bắt đầu buổi huấn luyện. Phương pháp nguyên bản để huấn luyện mana chỉ dành cho những đứa trẻ dòng chính, đó là Bạch Hỏa. Chỉ thấy cơ thể của Zolion Leon lúc này bừng sáng, hệt như cái tên Vơ Mao khi xưa nhờ vào lớp mana dày đặc được phóng ra bao quanh thân thể như một ngọn lửa màu bạch kim đang cháy ngùn ngụt, ngụt mà hắn gần như là bất bại trong nhiều tình huống tiếp sau đó thì jolion bắt đầu buổi huấn luyện bằng cách hỗ trợ một một ít mana bạch hỏa để hamel có thể cảm nhận được sau đó là cách hít thở hợp lý và tập trung giải phóng nội lực của bản thân ra ngoài quả nhiên chỉ trong 10 phút quanh người hamel đã xuất hiện một luồng mana cuốn quanh cơ thể Leon không thể tin được vào mắt mình, Khả năng thức tỉnh mana nhanh như vậy, dù có là anh ta trước kia cũng không thể làm được. Kết thúc buổi huấn luyện đầu tiên, Lý ông giải thích rằng mỗi người sẽ có một loại mana năng lượng chứa mana trong cơ thể. Khi luyện đến một điểm nhất định thì loại mana đó sẽ được tách ra, cho phép tăng cường lượng mana nhiều hơn. Ông tổ vơ mau vĩ đại là người duy nhất trong gia tộc đạt được 10 sao. Lý ông và ông anh gia chủ Gillette của mình hiện giờ cũng chỉ có 6 sao. Ba đứa trẻ con trực hệ hiện có 1 sao, và với tiến độ luyện tập hàng ngày thì sẽ lên được 2 sao vào năm sau. Lý ông cho rằng cần mất 8 năm để tăng lên một sao. Tuy nhiên vì là trường hợp đặc biệt nên Hamel có thể sẽ nhanh hơn nếu không lười biếng. Bề ngoài thì Hamel tỏ ra rất quyết tâm, tuy nhiên bên trong lại cười thầm. Khi nãy được cảm thụ mana trong cơ thể, cậu ta đã biết rằng cơ thể này tuyệt vời hơn rất nhiều so với kiếp trước. Kết hợp với nghi thức bạch hỏa này thì việc đạt được 10 sao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi trở về Hamel đã lệnh cho cô hầu gái mang trong bình thanh bão kiếm Thanh kiếm này là lý do cậu ta cố gắng học thi triển mana trong cơ thể. Quả nhiên, khi vừa nhận được một lượng mana dồi dào được truyền từ loại mana của Hamel, thanh bạo kiếm đã tạo ra một cơn bão lớn, mém chút nữa là hất vang cả em hồng nữ. Giữa mắt báo có một âm thanh lớn phát ra gọi tên Hamel. Cuối cùng anh ta cũng thành công gọi ra nguyên tố gió ở trong thanh kiếm Winai. Thậm chí, ông ta còn nhận ra bên trong Hamel là linh hồn của một trong năm vị anh hùng xưa cũ Hải Phong không lòng vòng, meo vào luôn vấn đề chính, hỏi ông ta về lý do mà Vơ Mao không giết chết mấy tên ma vương còn lại thì được biết trận chiến tại lâu đài ma vương diễn ra vô cùng căng go, nhưng cuối cùng lại trở nên vô nghĩa. Nhưng Vơ Mao đã chọn phong ấn thanh kiếm của mình mà không giết chết tên ma vương. Dường như họ đã có một giao ước gì đó mà chính meo phải là người tìm ra. Hamel vô cùng tức giận khi chưa thỏa mãn vì câu trả lời của lão thần khốn kiếp đó. Vụ nguyên tố gió cứ thế dần dần tan biến và hư không trong khi Hamel ngã gục vì cạn kiệt mana trong cơ thể. Phải tới một ngày sau anh ta mới bực tỉnh dậy. Đầu đau như bố bổ, còn tay thì run như cây sấy. Cảm giác cạn kiệt mana thật sự không dễ chịu chút nào. Một lúc sau, ngài gia chủ Gillette và Leon đã có mặt để hỏi thăm sức khỏe của Hamel. Tất cả mọi chuyện ông ta được nghe kể lại từ bé hầu gái Nina. Ông không thể ngờ được rằng Hamel lại có đủ mana để gọi ra một tinh linh nguyên tố. Hamel tự biết rằng ông thần đó đã chủ động tới gặp cậu và mọi chuyện không nên để lộ ra bên ngoài trước khi sáng tỏ cậu liền giả chân mà nói rằng có lẽ ông ấy chỉ muốn xem chủ nhân của thanh kiếm là ai mà thôi sau khi mọi người đi khỏi hamel lại cầm thanh kiếm lên ngắm nghía một lúc sau đó anh ta lại chuyển lượng mana ít ỏi vào bên trong để gọi ra nguyên tố một lần nữa quả nhiên một cơn gió đã thổi lên nhưng khi xuất hiện lại là một nữ tinh linh nhỏ bé thậm chí nó còn cùi mía tới mức còn không thể giao tiếp được nhưng dường như cô ta hiểu được tên chủ nhân đang khinh thường mình nên tức tối phóng vụt qua mặt Hemeo rồi biến mất. Bảng đi một thời gian khá dài, Hemeo bắt đầu buổi sáng bằng màn tự luyến trước gương với cơ thể mờ lem của mình. Giờ anh ta đã 17 tuổi và sở hữu cho mình 3 sao của ý thức Bạch Hỏa. Anh ta lập tức vận ra một lùng mana giải phóng ra khỏi cơ thể, tạo ra uy áp rất lớn với ba lõi sao tỏa ra ánh sáng trước ngực. Sion nhìn thấy điều này thì vô cùng sốc, vì rõ ràng hắn luyện tập sớm hơn tận 7 năm mà bản thân chỉ có 2 sao thả nào hắn chưa từng chiến thắng được Hamel trong các cuộc chiến luyện tập. Sian càng sốc hơn nữa khi Hamel có ý muốn đến xích tháp để học hỏi thêm về ma pháp. Cứ thế này thì Hamel sẽ cho Sian hít khói đít mắt. Sian liền viện cờ lý do rằng nếu Hamel huấn luyện ở xích tháp thì sẽ rất là buồn đấy. Nhưng Hamel mặc kệ. Một năm trở lại đây cô gái đó đã chẳng thèm nói chuyện với ai mà luôn luyện tập một mình. Gia chủ Gillette rất bất ngờ với việc Hamel muốn rời khỏi đây để tới xích tháp học ma thuật. Ông ta nói rằng ở tuổi này của Hamel chưa từng có ai đạt được 3 sao hết. Nếu Hamel cứ tiếp tục cố gắng như bây giờ thì có thể sẽ đạt được 4 sao trước khi thành niên đấy. Nhưng khi nghe Hamel bày tỏ sự ham học của mình ở những lĩnh vực khác nhau và không muốn bị bó buộc, với tư cách là một người cha thì ông cũng không muốn kìm hãm ham muốn học tập của con mình. Gillette nói đã hiểu ý định của Hamel, tuy nhiên ông muốn anh ta hứa với ông ta một điều, đó là đừng tham gia vào hắc ma pháp, trước tháp đen đó là nơi quy tụ của những hắc ma sư. Không như lịch sử đen tối mà chúng đã gây ra, hiện giờ nơi đó đã không có tin đồn nguy hiểm nào. Nhưng leo hết là gia tộc hậu duệ của vương ma vĩ đại, nên luật bất thành văn là phải chống lại hắc ma pháp. Hamel thử biết chúng đã làm những điều kinh tởm gì vào bao năm trước. Vì vậy không cần suy nghĩ mà anh hứa ngay với gia chủ Gillette. Anh ta nói rằng mình rất ghét hắc ma pháp, vì vậy sẽ không có chuyện tham gia với lúc khốn đó. Cuối cùng Hamel cũng thành công xin gia chủ cho phép rời khỏi tòa tháp. Khi đi qua hành lang thì nghe tiếng gõ cửa của cô bé CL. Cô bé từ bên trong gọi Hamel tới gần để nói chuyện vì mình vừa luyện tập xong đang đầm đìa mồ hôi nên không muốn ra ngoài. CL đã sớm biết chuyện Hamel sẽ rời khỏi đây để tới xích tháp luyện tập nên muốn ngăn lại. Dù sao đi chăng nữa thì có rất nhiều cách để học màu pháp mà không cần phải rời khỏi nơi này. Lý do mà cô nàng đưa ra lại là nếu Hamel đi rồi thì kỹ năng của cô và nhỏ đi xây ra sẽ vượt lên trước đấy. CL không biết làm cách nào để ngăn được Hamel tới huấn luyện tại xích Tháp bởi vì chuyện này sẽ tốn rất nhiều năm tháng và vô cùng khó khăn. Nói dài dòng cho lắm, cuối cùng cũng chỉ vì sợ thằng Cruz của mình đi nướng khoai với nhỏ khác mà thôi. Nghe vậy thì Hamel cười hiền rồi quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên động viên cô nàng nhớ luyện tập chăm chỉ nhé. Nghe tới đây thì tim cổ CL bỗng hứng đi một nhịp rồi cảm thấy đau thắt lại. Tới khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cô mới chi mở cửa thì chỉ thấy Hamel đã không còn ở đây nữa trong lòng thầm ân hận rằng tại sao không bày tỏ hết lòng mình với tên đầu gỗ cơ chứ sau tất cả cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít bên trong căn phòng luyện tập lạnh lẽo của Siao. cánh cổng ma thuật là nơi tháp chủ loberao tạo riêng cho gia tộc vê mau lúc này hamel đang có được sự chấp thuận của mọi người và chuẩn bị cho hành trình huấn luyện dài ngày và gian khổ có lẽ người vui nhất cho chuyện này chỉ có bà mẹ kế điều này giải tỏa áp lực cho ngôi vị của con trai bà ta khi thế đang hừng hực thì Hamel lại nhăn mặt khi nhìn sang ông bố đẻ của mình. Chỉ thấy ông ấy đang nước mắt như mưa, như thể là đang đưa tiến thằng con trai sang thế giới bên kia vậy. Cuối cùng sau vài lời động viên của Hamel, ông bố mới gạt đi nước mắt mà cười tươi tiện nó lên đường. Không còn vướng bận gì nữa thì Hamel cười. Sau một câu mọi người bảo trọng thì trực tiếp tiến vào bên trong cánh cổng. Nói về vương quốc phép thuật nơi xích táp tội lạc thì vô cùng kỳ diệu. Nó được gọi là giác ngũ vì có năm tòa tháp ma thuật tạo thành hình ngũ giác. Lấy vương cung làm trung tâm. Ở kiếp trước Hameo đã được ngồi trên trổi bay của Cruz là phù thủy Sienna rồi. Nhưng cảm giác ngồi trên chiếc xe ngựa bay này vẫn thích hơn rất nhiều. Từ trên cao anh ta thấy thành phố bây giờ cũng khác xa so với thời trước. Những tiểu đảo lơ lửng này chỉ có thành phố ma thuật mới có. Nó chính là trạm ga trên không, nơi đặt cánh cổng di chuyển được nâng đỡ bằng nhiều ma pháp trận khác nhau vừa tượng trưng cho sự xuất chúng của phép thuật nơi đây, vừa mang lại sự tiện lợi và kinh tế to lớn. Hamel ngồi trên xe cùng với một anh hướng dẫn viên và được người này giới thiệu cho rất nhiều thứ ở thế giới này. Tổng cộng có 15 trạm ga trên không, tất cả đều được tạo ra bởi Sienna thông thái. Hamel đoán rằng chiếc xe ma thuật này cũng là của Crude mình sáng tạo ra. Tuy nhiên công nghệ này đã có từ trăm năm trước, nhưng được tu sửa thường xuyên nên tỷ lệ tai nạn rất thấp. Anh hướng dân viên tiếp tục giới thiệu một hồi thì bị Hamel ngăn lại và đề nghị muốn đi tham dinh thự của Siena. Ngay lập tức tay hướng dân viên liên thoáng rằng đó là lựa chọn tuyệt vời đấy, vì nó là một trong ba nơi phải tới khi đến thành phố giác ngũ này. 300 năm trước sau khi trở về từ quỷ vực, Siena đã phục dựng lại thành phố giác ngũ này và lập một dinh thự để ở. 200 năm trước cô ta đột ngột rời đi và chỉ để lại một lá thư nói rằng mình muốn nghỉ hưu và không có thêm thông tin gì khác. Sau đó môn đệ của cô nàng và nhiều pháp sư khác đã cố điều tra tung tích nhưng không thành. Điều đặc biệt nhất trong chuyện này là Sienna đã biến mất vào đúng ngày sinh nhật. Một số người cho rằng cô ta đã trở lại quỷ vực heo Có thể lý do là vì Sienna rất tiếc thương một người đồng đội đã hy sinh. Chính vì vậy cô nàng mới quay lại để tưởng nhớ chăng. Tiếp theo đó, tay hướng dẫn liên tục đọc ra những sự tích về cái chết của Hamel. Đau hết đầu vì màn xuyên tạc trắng trợn của con cháu. Hamel trực tiếp cục xúc mà bảo tên trước mặt đừng có mà bịa chuyện về cái chết của bố nữa thấy bộ mặt đơ như quả bơ của tay hướng dẫn viên Hamel mới nhận ra là mình đã lỡ lời à ý tôi là những gì trong sách viết chỉ là họ muốn nói như thế mà thôi nghe vậy thì hướng dẫn viên tiếp tục với câu chuyện của mình rằng ai cũng biết rằng ngài Siena đã kỳ liệt phản đối hắc ma pháp và luôn muốn phá hủy nó có một giả thuyết rằng chính những ma pháp sư thích bạo lực ủng hộ hắc ma pháp đã ám sát Siena. nghe vậy thì hamel kết luận ngay rằng không bao giờ có chuyện lũ ma pháp sư hắc ám thấp kém đó có thể giết được siena tuy bọn này không đủ mạnh nhưng nếu đó là một ma vương thì cũng rất có khả năng cô rút siena của ông men đã lên bảng điểm số có vẻ hai tên ma vương còn sót lại vẫn đang liên lạc với thành phố này thông qua tháp hắc ma sự tồn tại của siena có lẽ là cản trở lớn nhất đối với bọn chúng bọn khôn đó nhất định sẽ phải trả giá đi một hồi cuối cùng hamel cũng tới nơi trước mặt anh ta là một hàng dài người dân đang xếp hàng cầu nguyện nhìn họ có vẻ rất lo lắng dường như đang cầu xin một điều gì đó thì phải nghe anh hướng dẫn viên nói Hamel mới biết rằng họ đang chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra đầu vào ma pháp vì nghèo nên họ chỉ có thể đứng bên ngoài muốn vào được bên trong thì phải có số tiền rất lớn tuy nhiên riêng Hamel là hậu duệ của Vơ Mao thì bọn lính canh mời anh ta vào bên trong mà không gây ra khó dễ gì bây giờ thì đi khám phá xem mấy trăm năm nay con cựu sống như thế nào thôi đi một lúc dọc hành lang anh ta mới thấy dinh thự này quá rộng lớn Cô ta đã sống cả trăm năm ở nơi này hay sao? Hamel nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Sienna sau khi giết được quỷ vương cùn loạn. Cô ta hỏi anh kế hoạch tương lai sau khi trở về là gì? Quả nhiên hồi ấy Hamel được gọi là ngu ngốc cũng chẳng sai. Vì anh ta đã dành cả thanh xuân chỉ để bán mạng ở nơi này. Tuyệt nhiên không nghĩ gì đến hạnh phúc của bản thân sau khi mọi chuyện kết thúc. Chỉ ít thì tên khốn mập địt bên kia cũng có được mong ước sau này sẽ làm hoàng đế. Dù điên rồi như thế nào đi chăng nữa cũng là ước mơ của hắn. Con người đều có quyền được ước mơ cơ mà. Má, đã rót chữ vào mồm tới mức đó rồi mà tên đầu gỗ này vẫn tỏ ra vô chi cho được. Lại còn bảo cơ rút uống sai quá rồi mới đau chứ. Thấy Sienna cáu quá nên Hamel không chịu nữa, liều hỏi cô có dự định gì trong tương lai. Nghe tới đây thì cô bắt đầu đỏ mặt mà ngại ngùng. Rằng cô muốn có một cuộc sống bình dị như bao người khác, đó là kết hôn sau đó sinh con rồi trở thành bà của những đứa trẻ. Hamel ngu dốt vẫn chưa hiểu tại sao Sienna không làm theo mong ước của mình mà lại cô độc sống suốt đời trăm năm như vậy. Trong vô thức anh ta giơ tay chạm vào bức tranh của Cruz, thế mà lại bị một tiếng hô to của lính ngân lại. Chỉ thấy một tên lính tiến tới mà bảo rằng đừng có đồng vào hiện vật chứ nhóc con. Tổ sư bố nhà ngươi đang điên đoạn xúc động thì làm ta tụt hết cả mút. Bây giờ Hamel mới nhận ra mình không tới đây chỉ để ngắm một bức tranh. Theo tìm hiểu trước đó thì dưới tầng hầm là một thư viện rộng lớn quả nhiên đúng với phong cách của siena nó rất lộng lẫy và được rất vàng toàn bộ sách ma thuật được xếp kín trên giá nhưng có một quyển sách đã biến mất anh tin rằng đây là manh mối cô để lại đang phân tích thì tên lính kia lại tới cảnh báo không được chạm vào yên vặt còn bà nó đúng là tên nhiều chuyện giờ mở sách ra cũng không được thì chỉ có nhìn lướt qua những tiêu đề của nó mà thôi sau khi đi khắp nơi và tìm kiếm hamel cuối cùng lại trở về chỗ bức tranh được treo ở chính diện rõ ràng hamel cảm thấy cru đã để lại thứ gì đó nhưng lục tung tất cả cũng không phát hiện ra. Quá chán thế là Hamel dương ngon giữa ra mà bảo Sienna tự tìm đến mình cho khỏe. Đúng lúc này thì trời cũng đã tối. Anh hướng dẫn viên tóc vàng với gương mặt nhăn nhó cũng chúc mừng ông Men đã hoàn thành chuyến thăm quan của mình. Nhưng mặt hắn bỗng nhiên biến sắc khi được Hamel bao cho một đồng tiền vàng vì công sức đợi lâu. Sau đó Hamel đề nghị đưa mình tới Hắc Ma Tháp kết thúc ngày đầu tiên ở nơi đây. Tránh thủ đoạn đường dài trên chiếc xe bay, Hamel muốn tìm hiểu trước về ông anh trai Iod cũng đang theo học ở Xích Tháp. Nhưng khi thấy bộ dáng khung lúm, kỳ lạ của tên hướng dẫn, Hamel biết có vẻ điều này không dễ nói, liền thuyết phục rằng đó là anh trai của mình đã đến đây được 4 năm. Sau khi được nhận nuôi thì Hamel chưa từng được nói chuyện với người anh trai này dù chỉ một lần. Hamel nói rằng mình cần biết vài chuyện về anh ta để không làm loạn khi gặp mặt. Sau đó một lần nữa yêu cầu tay hướng dẫn viên nói cho mình biết những tin đồn về Iod. Mãi cho tới khi Hamel hứa trên danh dự của mình rằng sẽ không tức giận vì bất kỳ điều gì thì hắn mới chịu nói. Nhưng nước bọt còn chưa kịp khô trên mỏ thì Hamel đã nổi sung thiên, làm cho tay hướng dẫn viên giật bắn mình kinh hái. Không thể ngờ được cái tên IOD khốn kiếp đó tối nào cũng đi đu đưa với mấy con ả à, Succubus. Nơi này đâu phải mất từ đâu lòi ra lũ Succubus đó chứ? Nghe vậy thì tay hướng dẫn viên giải thích cho Meo biết rằng bây giờ không cần tới Helmers mà tất cả đều xuất phát từ cái táp Hắc Ma Pháp đen tối. Ngoài các Hắc Am sư ra thì còn rất nhiều quỷ. Nói chính xác hơn thì là lời đồn không chỉ dừng lại ở việc yêu đó chơi đùa thông thường mà còn hơn thế nữa. Thành phố này nổi tiếng có một con hẻm bỏ hoang dùng làm nơi chứa chấp những hoạt động sai trái. Con hẻm đó nổi tiếng với khu chợ đen nhưng có một vài cửa tiệm không đúng đắn luôn sử dụng bớt làm phục vụ. Con hẻm Bonero đó không mở cửa mỗi ngày vì nó chỉ trở thành nơi sa đoạ khi trăng tròn. Tuy rằng Hamel không có ý định dính dáng gì tới tên yêu đó nhưng hắn là hậu duệ của một trong những người anh hùng lại đi gian dâm với bọn quỷ bẩn thỉu đó. Nếu điều này là sự thật, thì Hamel không chắc chắn sẽ kìm được bản thân mà không tắt chết mợ cái thằng yêu đều đó luôn. Lúc này Hamel vừa bước chân tới cổng và được phụ tá Hera đứng chờ để tiếp đón. Bỗng một tiếng nổ vang trời phá tan cửa sổ tầng thứ ba của ngọn tháp. Tuy nhiên cô bé Hera không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm. Cô cười ngựa ngùng giải thích rằng trên đó dành cho lớp học triệu hồi và thường xuyên gặp chút tai nạn. Vừa nói xong thì hai con quỷ lòng lọc đã lao thẳng ra. Chưa kịp cuối phá gì thì đã bị đôi tay ma thuật tóm chặt lấy và báo chết không thương tiếc. May mà tháp chủ Lobeirao đã có mặt kịp thời ngăn chặn mầm máu nguy hiểm. Anh ta liếc xuống trách đám học trò báo đốm của mình ngày càng tài năng. Rốt cuộc là vì cái quái gì mà từ trận pháp triệu hồi cá mập dung nham, bọn nhỏ con này lại triệu hồi ra một đám ma thú quái vật như vậy? Có biết để sổng lũ hôi thối đó ra ngoài thì người dân sẽ gặp nguy hiểm thế nào hay không? Sau đó thì Lobeirao bảo bọn báo con này thu dọn đồ đạc rồi cút hết ra ngoài. Trong cơn tức giận bỗng tháp chủ nhận ra có một luồng khí tức cực kỳ lạ. Giờ anh ta mới để ý công tử Hamel đang đợi mình mà từ từ bay xuống. Đúng là gặp khách quý có khác, lật mặt như công tác điện vậy. Chỉ thấy tháp chủ tươi cười phơi phới mà chào mừng Hamel tới xích tháp. Đã 4 năm trôi qua, chỉ có Hamel là cao hơn rất nhiều. Còn tháp chủ do đã dùng định nhan đan mà không bị lao hóa một chút nào. Nhưng Hamel do được huấn luyện mana nên đã nhìn ra được một sự thay đổi rất lớn. là rao mạnh tới mức khó tin. Tuy so với Sienna thì chưa đáng kể, nhưng với lượng mana khổng lồ này thì anh ta hoàn toàn phù hợp với vị trí của chủ nhân tòa tháp này. Loberao giới thiệu rằng ma pháp là một môn nghệ thuật quyền rũ vô cùng, nhưng đồng thời cũng rất khó. Tuy nhiên với khả năng của Hamel thì chắc chắn cậu ta sẽ linh hội nhanh thôi. Bỗng có tiếng cáo cửa làm cho tốc chủ bất giác có chút nhân mặt, không cần nói gì mà chỉ chừng một ánh mắt. Loberao đã vận ra một cơn gió, hất tung cánh cửa ra và thấy một thanh niên gầy guộc đang lén nút bên trong. Đó chính là Yêu Đê, người con cả trong gia tộc hậu duệ của người anh hùng Vương Ma Vĩ Đại. Hamel cam tức nhìn cái tên khốn ở trước mặt bộ dạng này của hắn chắc chắn đã bị lũ xích bớt hút sạch linh được rồi iod nghe tháp chủ gọi mình tới chào em trai làm cho hắn giật mình không lúm bộ dạng đã ba lắp bắp không nói được thành cơ hoàn chỉnh Hamel với khuôn mặt cam tức tới kinh tởm nhìn ông anh buông lời chào thấy iod vẫn đứng đó không nói được gì tháp chủ đành lại cho hắn lên tầng đọc nốt cuốn sách hôm qua còn nợ sau khi hắn đi thì hai người lại trao đổi về kế hoạch tập luyện ở đây Hamel đã lựa chọn cách không cần tháp chủ trực tiếp chỉ dạy vì vụ việc thằng anh báo đốm của mình mà ông đã chịu không ít chỉ trích từ những pháp sư khác, nên tạm thời Hamel muốn học tập phép thuật xem khả năng của mình tới đâu. Ngày nào Hamel cũng tới thư viện ma pháp, nơi có nguồn kiến thức vô thần. Cậu đọc sách ma thuật suốt từ sáng tới đêm và chỉ đi ngủ khi tối muộn. Buổi sáng sớm trước khi tới thư viện là thời gian cậu luyện tập mana và thể thuật kiếm pháp. Tuy thời gian nghỉ ngơi rất ít, nhưng vài tiếng nghỉ ngơi ít ỏi cũng đủ để cho Hamel rũ bỏ hết sự mệt mỏi. Hôm sau cũng là ngày cuối cùng trong giai đoạn tích lũy kiến thức. Hamel quyết định sẽ bắt đầu thực hành sử dụng ma pháp. Theo như nền tảng ma pháp do Sienna sáng tạo ra, thì ma pháp cơ bản nhất kiến tạo nên ma thuật là trận pháp. Dùng một vòng tròn phép thuật để luyện mana. Mỗi khi lượng mana vượt quá giới hạn của một trận pháp, thì một trận pháp mới sẽ được sinh ra. Tuy nhiên Hamel biết đây không phải là cách duy nhất để học phép thuật. Anh đề nghị Hera hỗ trợ mình sử dụng phương pháp huấn luyện mana của nhà vơ Hera nhắc nhở Hamel rằng việc không dùng trận pháp sẽ rất dễ dẫn tới việc mất kiểm soát mana. Từ đó cơ thể sẽ bị nội thương và nghiêm trọng hơn nữa là mất mạng. Nhưng vì Hamel đã quyết định thì không gì nay chuyển được, nên cô đành phải thuận theo ý anh ta. Nhưng một khi cảm thấy sẽ xảy ra nguy hiểm chuyện gì đó thì cô sẽ can thiệp. Cứ thế, buổi huấn luyện nhanh chóng bắt đầu. Hamel lập tức vận ra luồng mana lớn bao quanh cơ thể mình. Thực ra về bản chất thì nghi lễ bạch hỏa và trận pháp khá giống nhau. Với nghi lễ bạch hỏa thì mana được chữ trong các ngôi sao ở trong tim. Với pháp trận thì mana được neo lại thành một vòng tròn ma thuật. Nếu có thể thay đổi mana bằng pháp trận thì lượng mana tích trữ được sẽ vô cùng to lớn. Hera bên ngoài vẫn đang thủ thế phòng trường hợp bất chắc có thể xảy ra. Nhưng cô rất bất ngờ trước màn thể hiện của Hamel khi cậu ta có thể kiểm soát lượng mana khổng lồ một cách hoàn hảo, không một chút nào bị tiêu tán ra bên ngoài mà hoàn toàn được tận dụng tối đa. Lúc này Hamel đã thành công gọi ra được một hỏa cầu nóng rực, sau đó tập trung cung, cung cấp mana vào trong đó và dần chuyển hóa thành một ma tiễn. Thuật pháp được thi triển và chuyển hóa một cách chính xác thậm chí chỉ cần suy nghĩ mà không cần niệm ra miệng. Sau khi đã đạt được mục tiêu, Hamel yêu cầu Hera triệu hồi ra một con quái vật để mình có thể thử sức mạnh thần chú vừa tạo ra. Hera nghĩ một lúc rồi quyết định rằng một con golem cỡ vừa sẽ phù hợp để cả hai không chế. Lập tức cô nàng tạo ra một cổng máu pháp, rồi triệu hồi ra một con golem bằng đá với ánh mắt sáng rực. Lập tức Hamel hướng quả ma tiến về phía tên golem, rồi bắn thẳng vào người nó, tạo ra một vệt sáng tập trung và khủng bố. Lúc này tháp chủ Loberao đang trầm ngâm trước tác phẩm mà Herao đã gây ra với con golem sổ số, số. Ông không thể ngờ được rằng Hamel đã tạo ra pháp trận tấn công này bằng nghi thức bạch hỏa. Hera cũng xác nhận rằng xét về phân loại ma thuật thì sức mạnh tấn công của Hamel đã vượt qua một ma pháp sư cấp 3. Thật là quái kiệt, cậu ta lại có thể dùng phương pháp luyện mana trong võ thuật để áp dụng vào ma pháp vô cùng thuật thuộc. Có lẽ nghi lễ bạch hỏa của Hamel hiện đã đạt 3 sao. Quy đổi đơn giản thì tương đương với ma pháp sư cấp 3. Về tới phòng tháp chủ vẫn không thôi ấn tượng về Hamel, Hiện giờ cậu ta đã đi ra ngoài xử lý công việc gì đó. Lobera bắt đầu cân nhắc một hồi về việc có nên viết một lá thư giới thiệu cho Hamel vào thư viện hoàng gia Akeong hay không. Anh đã nhận thấy trình độ của Hamel đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn để vào một nơi toàn ma pháp sư cao cấp ấy. Một tháng qua Hamel đã nắm được hầu hết các kiến thức ma pháp nền tảng và sáng tạo ra một pháp trận từ trong tim mình. Và thứ ma thuật đó đã xuyên thủng được lớp vỏ cứng rắn của một con golem trưởng thành đây là tất cả những gì mà Loberao có thể làm được để đãi ngộ cho một tài năng lớn. Nếu các ma pháp sư có ý phản đối, thì cũng bởi vì chúng bị sự ghen tị che mắt, Loberao sẽ nhất quyết bảo vệ Hamel tới giây phút cuối cùng. Bên ngoài trung tâm thành phố Ma Thuật là nơi đẹp nhất. Tại đây nổi bật lên những bức tượng của ma pháp sư vĩ đại Sienna. Khuôn mặt cô ta được khắc họa với nụ cười đắc thắng đầy tinh quái mà Hamel đang đứng bên dưới cũng phải công nhận. Mỗi lần chiến thắng cô ta đều cười như vậy cả. Bỗng anh ta chú ý tới một kẻ đang đứng bên cạnh nhìn mình nãy giờ. Nhìn ông ta rất vâm váp và quen mắt. Dường như đã gặp ở đâu đó. Thậm chí còn biết được tên của anh ta. Xứng người một chút chợt Hamel tối mặt nhận ra. Hắn chính là tên não cơ bắp Garit. 18 tuổi mà để dâu như cố nội người ta thế này đây. Tuy bề ngoài có vẻ thay đổi vô cùng lớn về hình thể. Nhưng tính phần lách đến hơi thở cuối cùng thì không khác gì hồi bé chút nào hắn liền lôi ra một lọ thuốc tăng cơ gia truyền đưa cho Hamel, nhưng anh ta từ chối vội. Chắc hàng ấy ẩm dữ lắm thì cả dòng họ nhà hắn mới phải luôn ra đường để tiếp thi trực tiếp thế này đây. Trở về chuyện chính, hôm nay Garis chủ động tới tìm Hamel ngay khi biết cậu ta mới tới đây là vì con hẻm Bonero. Hắn muốn cậu đi cùng tới đó để xem buổi đấu giá tinh hoàn người khổng lồ. Hamel tưởng mình nghe nhầm, nhưng trông dáng vẻ nghiêm túc của hắn thì có lẽ đang vô cùng thèm khát nó. Garis giải thích, rằng cặp tinh hoàn đó là nguyên liệu chính để luyện chế một loại thuốc tăng cơ đặc biệt. Hắn muốn bán nó cho một nhà giả kim nổi tiếng ở Thơ. Nói xong thì hắn trực tiếp quỳ xuống mà van xin Hamel đi cùng. Vì thời buổi kinh tế khó khăn, hắn sợ mình không mang đủ tiền để mua nó. Vòng vo cho lắm, vay tiền thì nói tuyệt ra ngay từ đầu luôn cho rồi ông tướng. Trước sự chứng kiến của mọi người, Hamel không còn cách nào khác là phải đi cùng tên não cơ bắp này. Thấy vậy thì Garit vuốt dâu và thề thốt sẽ trả cho Hamel cả gốc lân nái khi bán được thuốc. Tuy nhiên thứ quan trọng nhất là thời gian trả thì hắn lại không nói. garit nói trên con phố đó có rất nhiều thần binh nợ khí. Tuy nhiên Hamel lại không quan tâm tới mấy thứ đó. Điều anh ta quan tâm là tên anh trai hở Irue của mình kìa. Mấy ngày trước Hamel đã bắt gặp tên Irue đi dọc hành lang trong tháp ma pháp. Tên đó có dấu hiệu bị nhiễm triệu chứng tách biệt của Succubus. Mà đêm nay lại là trăng tròn. Nên nhất định Hamel phải tới con hẻm đó. Vừa về thì Hamel lại nhận được tin của ngài Nobel Round tìm gặp. Không biết có chuyện gì nhưng tiện anh cũng muốn hỏi về tên Irui -e đó. Mỗi lần Nobel gặp mặt Hamel đều hấn hở như thế này đây. Ông nói rằng hôm nay gặp được Hamel là muốn báo một tin vui. Nói rồi thì Loperao cách không khống vật lấy ra một bức thư đã được đóng dấu đỏ đưa cho Hamel. Đó chính là thư giới thiệu cho Hamel vào Học viện Hoàng gia Agriong do chính tháp chủ Loperao viết. Nơi đó từ 300 năm trước đã được coi là cánh nôi của ma thuật. Bây giờ tất cả tinh hoa của sự phát triển ma thuật đều được đổ dồn vào đó. Tất cả các ma pháp sư nổi tiếng bây giờ đều tốt nghiệp từ Agrion mà ra. Tuy rằng rất muốn nhưng Hamel vẫn hiểu là mình cần phải tăm tém lại một chút. Liền viện cớ mình còn quá trẻ để được công nhận ở trong đó. Tháp chủ Loberau cười tự tin trấn an rằng điều đó ngược lại là đằng khác. Trên thực tế đây chính là thời điểm hoàn hảo để Hamel tiến vào Agrion. Vì hiện tại anh ta đã tiếp xúc nhiều với ma pháp nên sẽ có rất nhiều tiềm năng. Dù có lẽ Hamel sẽ không hiểu thấu đáo những gì được ghi chép ở trong Agrion nhưng đọc những cuốn sách ở đó và ghi nhớ sẽ giúp cho hamel mở rộng được kiến thức của mình rất nhiều quả thực agriom chứa đựng tất cả những ma thuật có từ thời thượng cổ và những ghi chép của những hiền triết vĩ đại nhất ở từng thời kỳ một giá trị nhất vẫn là ba cuốn sách mà Sienna đã dốc hết tri thức bí truyền của mình mà viết ra nó được coi là ba cuốn sách ma pháp vĩ đại nhất trong lịch sử thành phố không có bất kỳ ấn bản nào của thuật phù thủy được phép lưu hành ở ngoài agriom cả hiện chỉ có một cuốn là lưu hành nội bộ còn lại đã bị khóa kín trong căn phòng phong ấn. Nhưng nhiều đó là quá đủ để coi những cuốn sách khác là thứ vô dụng. Khi mới đọc cuốn sách đầu tiên của thuật phù thủy, Loberau đã nhận ra thứ ma pháp ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình để học chẳng khác gì cho trẻ con hết. Không có gì đảm bảo rằng lá thư giới thiệu này là đủ để cho Hamel tiến vào bên trong Arion, nhưng Loberau vẫn rất kỳ vọng vào anh ta. Nghe vậy thì Hamel lại bắt đầu nhập vai. Trong lòng thì cười thầm, Bên ngoài thì tỏ ra lo lắng rằng việc này có thể sẽ gây ra rắc rối cho tháp chủ. Loberao liền trấn an rằng, ở đây ông là người quyền cao nhất nên không kẻ nào làm khó được ông. Tuy nhiên Hamel vẫn lo lắng về việc mình sắp nói ra sẽ gây phật ý tháp chủ. Lập tức anh đề cập đến tên Idoe. Thầm mong rằng Loberao không vì việc này mà rút thư giới thiệu. Đó là tin đồn về việc Idoe không tập trung học ma pháp mà lại dành thời gian để đi xúc than với lũ Succubus. Quả nhiên vừa nghe xong thì Loberau giật mình, điều này chứng tỏ ngài ấy đã biết rõ hành tung của Edoe. Loberau giải thích, rằng quả thật đã biết chuyện này và cảnh báo rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể ngăn nổi. Trong quá khứ rất nhiều người đã chết do bị lũ Succubus hút hết tinh khí bản nguyên. Nhưng khi Hemut mở ra cái giới của mình, lũ quỷ đã hoàn toàn thay đổi cung cách hành xử. Chúng tuy vẫn hút tinh khí của con người nhưng không giết ai nữa. Nữ hoàng ác mộng ở Hemut đã nghiêm cấm điều đó. Về phần Iode, Cậu ta rời nhà 4 năm trước Và mang theo những kỳ vọng to lớn Nhưng tài năng của hắn lại không đủ Để đáp ứng những kỳ vọng ấy Hắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn Loperao cũng đã cố hết sức để hướng dẫn Nhưng cũng không giúp được nhiều gì cả Tuy nhiên vì danh vọng gia tộc của mình Mà Iude không thể từ bỏ những kỳ vọng ấy được Áp lực của hắn mỗi ngày một lớn dần Nên Loperao nghĩ Thỉnh thoảng cho nó đi xúc than Giải tỏa áp lực cũng không tồi Nếu không nhờ như vậy có lẽ Hắn đã đi ban muối luôn rồi Hà cũng hiểu được nỗi no của tháp chủ. Vì 4 năm qua, ở với dòng chính, anh cũng biết được tình hình căng thẳng ẩn sâu bên trong. Mọi chuyện xuất phát từ hai bà mẹ, Thờ Nít Đông Tính và Anicia Mưu Mô Trá. Tiếp đó là Sian và CL đều là những kẻ tài năng đầy tham vọng. Từ khi sống cùng họ, Iroe đã luôn phải chịu áp lực lớn. Anh ta thả lại ma pháp này dù chỉ luôn bị xỉa sói còn hơn là phải trở về nhà của mình. Nhưng tất cả đều không thể biện minh việc hắn đã tìm đến nũ súc của Bert. Chúng có thể vẫn cười hòa nhã, nhưng bản chất vẫn là quỷ, không bao giờ có chuyện con người và quỷ sống chung được với nhau. Thoáng cái đã tới nửa đêm trăng tròn treo cao, con hẻm Bonero sầm mốt bây giờ hoàn toàn tránh ngược với sự tĩnh mịch bên ngoài. Lúc này Hamel và Garith đã thành công để trà trộn vào nơi này. Tên não cơ bắp Garith vẫn không hiểu được tại sao không vào đường đường chính chính mà vào mà phải sử dụng thuật dịch dung. Tên đần này thậm chí còn không nghĩ được rằng sẽ có người nhận ra họ là người nhà vơ mau và truyền ra bên ngoài làm tổn hại đến danh tiếng gia tộc. Não cơ bắp thì đúng chỉ nghĩ được như vậy mà thôi. Tiếp sau đó Hamel mở thiết bị liên lạc cho người tiếp ứng vào vị trí. Thì ra trước đó tên hướng dẫn viên đã được thuê để truy lùng Irue vì không ngóc cách nào ở đây mà hắn không biết. Hamel lo lắng rằng nếu Irue cũng dùng thuật dịch dung thì sẽ rất khó để phát hiện. Tuy nhiên tay tóc vàng lại nói Iode không hề dùng thuật dịch dung mà chỉ mặc mẫu một chiếc áo choàng khiến cho Hamel tức điên người không ngừng chửi rủa thằng anh trai đánh của mình. Nếu tên này mà là con của mình thì Hamel sẽ tần cho hắn thử sống chịu chết. Garrett nhận ra Hamel có chuyện khác cần phải giải quyết nên ngỏ ý muốn giúp. Tuy nhiên Hamel lại nói không cần. Chuyện này anh ta có thể cờ lo được. Bây giờ tới buổi đấu giá cái đã. Con hẻm Borero này có rất nhiều phòng đấu giá. Tuy nhiên tất cả đều có một quy tắc rất giống nhau. Trừ người đi cùng thì tất cả danh tính người đấu giá khác đều được bảo mật. Có 3 cái nút trong mỗi phòng. Nếu muốn tham gia thì ấn nút giữa. Nếu muốn nâng giá thì ấn nút ở bên phải. Còn nút bên trái là yêu cầu trợ giúp. Sau khi nghe giới thiệu thì Hamel đoán rằng đây là nơi tập trung của vô số hát pháp sư làm chuyện mờ ám. Anh tỏ ra rất tò mò ở đây sẽ có những gì. Một lúc sau thì màn che ma thuật được mở ra. Bên trong là người dẫn chương trình kèm theo một hộp bí ẩn bên cạnh vật phẩm đầu tiên được đem ra đấu giá là sừng Balaret, giá khởi đầu là 100 triệu Việt Nam đồng. Quả nhiên những vật phẩm sau đó cũng rất kỳ quái, từ quả táo thần của Porosia, nhân sâm Mandagot, cho tới nụ hoa tái sinh Runberok. Nhưng cái cả hai mong chờ vẫn chưa xuất hiện, Hamel không khỏi nghi ngờ rằng cái cơ quan sinh sản khổng lồ mà chờ mong sẽ không xuất hiện. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một thứ kim loại chưa xác định, Món sắt vụn này vẫn chưa thể bán trong một thời gian dài. Thứ đồ này được tìm thấy trong vùng cát. Nó phát ra một thứ ánh sáng tươi đẹp khi gặp ánh trăng. Người dẫn chương trình cho rằng thứ này khá vô dụng, có lẽ chỉ dùng để trang trí ở cửa sổ phòng ngủ. Chiếc hộp vừa mở ra khiến cho Hamel trợn tròn mắt, tắt hẳn cơn buồn ngủ. Lập tức anh ta đập cái dầm vào nút đồng ý khiến cho garit hốt hết cả hồn. Đến cả tên dẫn chương trình cũng lung cuống xác nhận lại quyết định của Hamel. Anh hô lớn giá 15 triệu Việt Nam đồng. Thật không ngờ có thể nhìn thấy nó ở một nơi như này. Đó là một mảnh của thanh nguyệt quang kiếm lừng lẫy, thanh kiếm của sự hủy diệt mà chưa từng được nhắc tới trong lịch sử. Cuối cùng không ai thèm quan tâm nên mảnh kiếm đã được trao cho Hamel. Não cơ bắp Garit không khỏi bàng hoàng khi Hamel bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy một mảnh đá vứt đi. Hamel không thèm quan tâm mà xác nhận lại năng lượng nó tỏa ra có đúng là nguyệt quang kiếm hay không. Nhớ lại ở kiếp trước thì Karat đúng là nơi anh ta cùng đồng đội đã phát hiện ra nguyệt quang kiếm nó nằm ở một trong những hầm ngục sâu nhất. Ngoài vơ mau ra thì thanh kiếm bị nguyên rồi đó từ chối bất kỳ ai trở thành chủ nhân của nó. người quang kiếm quá nguy hiểm, luôn đem đến sự hủy diệt mỗi khi xuất hiện. Vơ mau sau đó đã đập vỡ nó thành mảnh nhỏ, có lẽ không muốn nó rơi vào tay kẻ ác. Cầm mảnh vỡ trên tay Hamel mới nhận ra rằng năng lượng nó tỏ ra đã không nhiều và anh ta không cảm nhận được sự đáng sợ trước đây nó từng sở hữu. Bỗng tiếng điện thoại vang lên báo rằng đã thấy Irie xuất hiện. Hamel vội choàng lại áo, trả và không quên để lại cho hắn mượn tấm thẻ của mình. Theo chỉ điểm của tên hướng dẫn, Hamel nhanh chóng tách khỏi đoàn người đông đúc mà đi về hướng bắc tới tiệm rượu Sừng Châu. Quả nhân nơi đây rất bất thường vì được canh cửa bởi hai tên quỷ heo mốt to lớn. Bất giác Hamel cảm thấy sôi máu vì đây là lần đầu tiên anh ta gặp lại chúng sau khi luân hồi. Đáng nhẽ phải làm thịt chúng ngay khi vừa nhìn thấy. Anh từ từ bình tĩnh lại và yêu cầu được vào bên trong Phí vào cửa là 20 triệu Việt Nam đồng. Phí bổ sung phụ thuộc vào thời lượng và loại giấc mơ. Dứt kít Hamel không nói nhiều trực tiếp lôi ra hai tấm xét một triệu rồi bước vào bên trong. Nếu chúng là người thì có lẽ được bo thêm một tấm xét nữa rồi. Quả nhiên bên trong là những tên mặt hạng ồn ào cùng với lời mời gọi ma mị của đám Sucubus thiếu vải. Hamel đang nhìn quanh tìm thằng anh trai thì một con hàng mờ lem bê rượu tới. Tiện đây anh hỏi luôn dịch vụ đi vào giấc mơ làm cô à hưng phấn đỏ mặt sau đó ả à bắt đầu ứa nẹo sao cái vốn có của mình ra ả à nói rằng các giấc mơ ở trong tầng bên dưới ả à đào trực tiếp rót rượu mời hamel uống thấy chàng trai trẻ từ chối và yêu cầu được dẫn tới đó ngay ả à quỷ tường gặp phải khách sộp nên cũng không ép Ben vừa dẫn hamel xuống tầng dưới vừa giới thiệu rằng dịch vụ ở đây tốt hơn nơi khác rất nhiều vì bọn chúng chỉ lấy đi một chút tinh chất dưa chuột mà thôi tuy ngày mai có hơi mệt mỏi nhưng điều đó vẫn đủ để hamel thấy phê con dê đó Hamel lúc này đã nắm được sơ đồ của hành lang tòa nhà. Anh lôi tấm xếp một triệu ra bo cho con quỷ và nói rằng mình đổi ý muốn về nhà đi ngủ làm cô ta hốt hoảng. Nhưng nhận được món tiền lớn như vậy thì khỏi thắc mắc cô liền dẫn anh ta rời đi ở cổng phía sau. Bước vào trong một nhà hàng, Hamel gọi ra một bàn tiệc và nhanh ngóng yến thức ăn trong lúc chờ thằng anh trai. Anh biết rằng kiểu gì tên ioD đó cũng phải đi qua đây chỉ một lúc sau, bên cổng đã xuất hiện một tên mặc áo choàng được bê bởi hai con quỷ. Đó chính là tên khốn chết tiệt IOD. Đường đường là một sao trưởng tử của gia tộc. Lại không chỉ chơi bời với lú Succubus mà còn nhờ quỷ giúp đỡ nữa. Hamel nhanh chóng bám theo bọn chúng đi dọc theo con hẻm và giữ khoảng cách đủ để không bị phát hiện. Một lúc sau thì dừng ở một con hẻm cụt nơi có một căn nhà khá bí ẩn. Thấy chúng đã đi vào bên trong đóng cửa, Hamel lập tức chạy tới nhưng đã bị phát hiện và chặn đường ba tên to con não cơ bắp chặn lại không cho anh ta vào vào đuổi đi nơi đây không phải là cửa hiệu gì đâu nên hãy cút ngay đi thấy hamel vẫn đứng ý ra đó làm cho tên cầm đầu rất tức giận hắn lao tới nắm chặt cổ anh ta tính cho anh ta an hành tuy không có lợi thế về mặt thể hình nhưng chỉ với một đấm vào cằm hamel đã cho hắn cặp đất ngay lập tức hai tên còn lại vội rút vũ khí ra lao tới nhưng cũng bị vả cho sấp mặt chỉ trong một chiêu đạp chân lên đầu tên thủ lĩnh hamel hỏi về tình hình nơi này Thầy hắn mê máu nói chẳng nên lời vì đi mất hạt tiền đạo tiện chân anh sút cho hắn đi luôn bộ nhá mà bước vào bên trong tự mình tìm hiểu chắc sẽ nhanh hơn hamel sút cây rầm phá tan cánh cửa cũ kỹ nó vừa đổ xuống thì lộ ra một căn phòng với xương khói mờ nhân ảnh mùi khét nẹt này chắc chắn là mai thúy tên khốn iod đã xả hơi quá mức năm rồi chưa kịp tiến sâu vào bên trong anh đã bị ba tên quỷ khác phát hiện chúng ngốt hoảng khi thấy có người làm mặt vì đã thuê tụ canh cửa túc trực hai trên bảy Thấy chúng Hamel cười phá lên. Hay đinh công mạnh không ngờ ở đây lại có một con người, một tên nhân thú và một con quỷ bắt tay nhau buôn bột mì. Đúng thật là cái gì mà anh em nương tựa lẫn nhau đây mà. Không nói gì thêm Hamel vận ra ba tia ma tiến bắn ra. Ba tên giang hồ chưa hiểu kiểu gì thì đã trúng ngay đòn ngã gục. Lần này thì Hamel rút kinh nghiệm nhẹ tay hơn một chút khiến tên nhân thú vẫn còn góc ngoái. Nhưng quá nhiều khách hàng nên hắn không biết người anh cần tìm ở phòng nào. Việc gì cũng thấy tay. Hamel không nhân nhượng nữa, trực tiếp lôi bão kiếm ra. Sau đó truyền mana vào rồi thi triển hàng loạt cơn lốc phá tan từng căn phòng một. Đằng nào thì sau đó cũng tiêu hủy nơi này, nên thực hiện sớm hơn một chút cũng không sao. Tất cả tầng này đều không có dấu vết, vậy thì chỉ còn tầng các mái. Hamel vận ra một tia ma tiến khổng lồ đánh tan sàn nhà bên trên rồi trực tiếp bay lên trên xem xét. Quả nhiên nơi này chỉ có một căn phòng, hắn cũng được phục vụ đặc biệt quá rồi nhỉ. Nhưng Hamel bỗng cảm thấy cánh cửa không bình thường, dường như nó đang phát ra luồng hắc thuật mạnh mẽ. Hamel lôi mảnh kiếm nguyệt quang ra, thì thấy nó phản ứng lại rồi phát sáng. Bỗng luồng hắc mang ồ ạt phóng ra bên ngoài thẳng hướng Hamel, nhưng tất cả đều bị chặn lại và dễ sang hướng khác bởi mảnh nguyệt quang tỏa ra mana rất lớn. Tuy rằng không còn nguyên vẹn, nhưng nó vẫn rất có ích vì giữ được tính kháng hắc ma thuật rất mạnh mẽ. Bước ra ngoài là một nữ phù thủy cầm trượng đầu lâu kỳ dị bà ta kinh ngạc không ngờ rằng đòn vừa rồi không làm gì được cậu trai trẻ trước mặt anh chợt nhớ lại lời của gia chủ violet rằng đừng bao giờ dây dưa với đám hắc ma thuật ông ấy đã cảnh báo hamel rất nghiêm túc về chuyện này vậy mà con trai cả của ngài ấy lại sa đà vào thứ khốn kiếp này quá gây tẩm trước lũ ám phù thủy dùng hắc ma thuật hamel trừng mắt đuổi bảo ta cút khỏi tầm mắt của mình vì không muốn bị tay Lúc này nhìn luồng bạch hỏa sáng rực xung quanh cơ thể của Hamel làm bà ta sợ hãi nhận ra điều gì đó. Đúng lúc này hai con quỷ xanh vừa dìu IOD cũng bước ra. Chúng lập tức trổ bóng vuốt mà lao tới tấn công Hamel. Thấy vậy thì anh ta bình tĩnh truyền mana vào thanh kiếm rồi vung ra một luồng xoáy cuốn lấy một tên. Những ngọn gió cắt qua tựa như vô vàn những lưỡi kiếm sắc lẹm chém vào người làm cho hắn bay màu ngay lập tức. Tên quỷ còn lại vẫn cứng đầu lao tới nhưng cũng chỉ trong một khắc bàn tay của hắn đã bay lên không trung. Trong lúc hắn đang kêu gào đau đớn, Hamel đã tốc biến tới, ấn mặt hắn vào tường, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Mụ phù thủy chứng kiến tất cả không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Hamel cầm chặt thanh kiếm bước tới, làm mụ vội vã xin tha. Bất quá mụ lại đánh nén bằng cách truyền ma pháp vào cây trường, khiến cho đầu lâu trên đó sáng rực, bắn ra ma pháp về phía Hamel. Hamel không thèm né mà trực tiếp vu thanh kiếm hất văng của cầu năng lượng vừa được ả bán ra. Sau đó tốc biến tới kề kiếm vào cổ, dọa cho mụ ta đứng như trời trồng kinh hãi. Tiếp sau đó Hamel thu kiếm bước vào bên trong. Trước mắt anh ta là tên Iode nằm dài trên giường đá cùng với một chiếc cốc nghi thức. Bên trong đựng một vật sống đang chuyển động tỏa ra ánh sáng xanh lam. Hamel hỏi mụ phù thủy trong đó có gì thì được biết đó là trái tim của Kỳ Lân. Trước đó anh đã biết Kỳ Lân sở hữu thứ mana và thần lực mạnh mẽ, tới nỗi thường được tặng cả cái danh hiệu là Thành Thủy. Trong các nghi thức hiến tế, tim của chúng còn đóng vai trò là vật tế tốt hơn cả tim người. Hamel dặn giọng hỏi mụ có phải là đang tạo khế ước với quỷ vương. Nghe vậy thì mụ vũ thủy giật mình thoái thác. Rằng thực ra mụ đang tạo khế ước với nam tước Ophir ở Heo Út. Hắn là cận thần Sukubert của nữ tước Nora Bella. Vừa nghe thấy cái tên đó đã làm cho Hamel tức sôi máu. Là nữ hoàng Háp Sư đây mà. Thì ra à Sukubert khốn kiếp đó sau 300 năm vẫn còn sống. Hiện thời Heo Út đang được cai quản bởi ma vương diệt thế và ma vương tủ cấm. Ả à ta tuy so với một tên quỷ vương thì vẫn chưa là gì, nhưng vẫn đủ mạnh để được phong danh nữ công tước. Vậy ra tên Yure đã ký khế ước với một cận thần quen của nữ công tước Sukobot, thậm chí còn bỏ cả đống tiền ra để tế một trái tim kỳ lân, rồi phê thuốc, say rượu, tới mức ngất đi luôn thế này đây. Ý ngươi là thế hả à, con đũi già? Nhìn ánh mắt sắc lạnh đó của Hamel, làm cho mụ phù thủy run rẩy quỳ thụp xuống xin tha mạng. Mụ nói rằng những thứ này đều là do Yude yêu cầu, bao gồm mọi chi phí cho buổi thầy lễ, và trái tim kỳ lân kia cũng là ý của hắn rằng mụ không thể làm trái yêu cầu à không phải là mệnh lệnh của irue mới đúng nghe vậy thì hamel bình thản vạch mặt mụ phù thủy rằng thực tế mụ còn sướng điên người lên đấy chứ một trường tử của gia tộc vơ Mao, cho tiền và nhờ mụ giúp ký khế ước với chủ nhân của mụ cơ mà nếu khế ước thành công thì mụ sẽ nhận được ối tiền từ tên khốn ôn phở đó Nói chung thì chính mụ đã lập ra màn kịch này để dụ dỗ Yure vào chồng Nên nếu còn muốn sống thì câm mồm vào và bớt sạm lờ ngay đi Hamel từ từ bước tới bên cạnh anh trai Yure Nhìn bộ dạng của cậu cả nhà vơ Mao hốc hác đang phê pha hưởng thụ là anh ta không thể chịu nổi Lập tức tắt thẳng vào mặt làm cho hắn nổ đâu đó mắt Ăn cú tát trời giáng khiến cho tên Yure bật dậy tưởng động đất Mãi một lúc sau mới nhận ra trước mặt là Hamel Nhưng bây giờ hắn đã lú quá rồi Lắp ba lắp bắp không nói ra nổi một câu nào Hà Meo trừng mắt hỏi hắn, đã tình hẳn chưa, hả thằng anh trai khốn kiếp. Hà đã đi theo hắn tới đây. Hà nói biết thời gian này hắn sống, khổ sở nên cố hiểu cho hắn rồi. Rằng anh ta biết dòng này hắn đã rất bế tắc nên cần vui chơi xả chút lòng nọc ra ngoài. Nhưng thằng anh trai đầu khắc khốn kiếp à, đáng ra anh không nên đụng vào hắc ma pháp mới đúng. Là một hậu duệ trực hệ của gia tộc Leo nó hết. Là người đứng đầu trong danh sách kế thừa gia nghiệp. Vậy mà tên khốn chết bạp nhà ngươi lại dâm giao ước với lũ quỷ. Và lại còn là lũ quỷ súc bớt nữa chứ Thấy hắn vừa mở mồm, mồm ra là thói thác trách nhiệm Rằng mình không thể không chế được chuyện này Hà mèo điên máu Dùng thiết đầu công cho hắn tỉnh táo lại Thằng điên cho má không kiếp này Không không chế được là thế cuối đầu bà nào Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh Khi ký khí ước với quỷ bằng hắc ma pháp hay không Chính linh hồn ngươi sẽ là đồ nhậu của lũ quỷ đó Nó bảo ngươi phải chết Thì ngươi không được sống Bảo ngươi giết người Thì ngươi phải giết người mà ngươi không nghĩ là vấn đề chỉ có vậy thôi á? Nếu trở thành hắc ma pháp sư, ngươi sẽ mang tới nỗi ô nhục cho toàn gia tộc đấy, mà không chỉ có vậy. Nhớ tên quỷ mà ngươi đã lập khế ước, yêu cầu ngươi giết cha, giết mẹ, giết anh chị em và đoạt lấy bảo vật của gia tộc thì sao? Nghe IOD Lý nghĩ giải thích rằng hắn đã thề không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh gây tổn hại tới gia tộc nào rồi. Hà Meo lớn tiếng hét vào mặt hắn, "Quá ngây thơ, mày nghĩ loài quỷ cũng hiền lành giống loài rồng và loài tiên đấy hả?" Thế với trả ước chẳng có nghĩa lý gì với bọn chúng. Mày dám nói ra câu đó thì chắc gì mày đã làm được. Ngươi còn chả giải quyết được những khó khăn trong đời mình. Rồi phải tìm tới rượu với mơ mộng để trốn tránh hiện thực cơ mà. Lúc này Irie mới run rẩy gầm lên khe khẽ. Khi ngước lên hắn tuôn trào nước mắt mà chất vấn Hamel biết cái con đùi gì mà phán xét như vậy. Rằng anh đâu có biết hắn đã khó khăn tới bước nào. Suốt từ 4 năm trước là Hamel đã cướp đi ánh hào quang rực rỡ của hắn. Là một đứa con trai được nhận nuôi vào dòng chính, vậy mà Hamel lại cướp hết được sự ủng hộ của cha. Thực lòng thì hắn cũng không muốn trở thành gia chủ của gia tộc Leo hết. Hắn chỉ muốn trở thành hắc ma pháp rồi tới Hemut Út. Ở nơi đây tự do đó, hắn mới được công nhận vì bốp bốp, Hamel thu thẳng một quyền vào mặt khiến cho hắn bay dính tường khi chưa kịp dứt câu. Xung quanh người anh bắt đầu tỏa ra sát khí bùng bừng, trừng mắt mà hỏi lại hắn rằng người nhà Leo nó hết. Hậu duệ của vơ ma vĩ đại được lũ quỷ công nhận ấy hả? Anh nghĩ lũ quỷ sẽ công nhận anh nhiều hơn chính gia đình của mình hay sao? Hamel nói rằng hình như Iode đã hiểu nhầm gì đó thì phải. Hắn đã được cho không thứ mà nhiều người có cầu cũng không được rồi. Vậy mà hắn vẫn có thể khóc lóc dân gì vậy được nữa. Hamel không muốn nghe hắn nói thêm một câu nào nữa. Anh ta từ từ rút chiếc điện thoại ra mà gọi tháp chủ Lebrow. Một lúc sau một đội lính hoàng gia áp tải mụ phù thủy lên phường uống nước chè. Đằng sau là Yode vô cùng bối rối khi bị tháp chủ, người từng cưu mang và giúp đỡ hắn và giờ phải chứng kiến cảnh khốn nạn thế này đây. Khuôn mặt tháp chủ đang vô cùng khốn khổ khi tưởng tượng rằng những điều mình làm là tốt nhưng giờ lại thành thảm họa cho cậu bé tội nghiệp. Yode vẫn còn chút lý trí nên vội lắp bắp xin lỗi tháp chủ. Hắn cố giải thích rằng mình vẫn chưa hề chìm đắm vào hắc ma pháp. Lobera với vẻ mặt đượm buồn cắt lời. Ông nói rằng hắn đã cố làm điều đó, rằng thật ủng công khi hắn có cái họ là Leonhurst này. Hắn đã phỉ báng ngài Gules người đã gửi gắm hắn cho Lebrow. Không những vậy, hắn còn phỉ báng cả xích tháp, nơi đã dạy dỗ hắn, phỉ báng cả người thầy là Nobelrow này. Tính thoái thác cùng với chất kích thích đã ăn sâu vào trong máu của UD. Thầy hắn định thoái thác tiếp khiến cho Laberau tức giận rút bắn người. Ông nói, nếu hắn còn tiếp tục ngụy biện nữa, thì ông sẽ cho hắn đi ăn cuối đầu bài chấm tương luôn. Còn nếu hắn còn muốn tiếp tục viện cớ nữa, thì hãy đi mà viện cớ với gia chủ Gillette và người mẹ đã gửi hắn tới đây kia kìa. Tên Iode vừa nghe thấy hai cái tên đó thì liền quỳ thụp xuống mà run rẩy. Loberao Lò đau lòng quay người rời đi. Ông cực kỳ hối hận vì câu nói vừa rồi, vì những gì mà bản thân đã hứa trước đây khi dẫn con của họ ra khỏi nhà. Quá nửa đêm khi đó, Loberao đã gọi Julat và Gillet đến xích tháp. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng khi hai người bọn họ biết được chuyện gì đã xảy ra với Iode. Nhưng không chỉ có bọn họ mà còn một người nữa. Một người đàn ông bí ẩn ăn mặc lịch sự đeo kính dâm bước tới giới thiệu rằng hắn rất vui khi được gặp mọi người. Hắn giới thiệu mình là Luber, tháp chủ của Hắc Ma Pháp. Hamel nhận ra hắn đã giữ chức vụ tháp chủ này hàng chục năm trở lại đây và là một trong ba phát sư huyền thoại đã khế ước được với cả Ma Vương thủ cấm. Phu nhân Zulat tối mặt nhìn tên Luber bằng ánh mắt hình viên đạn. Bà hỏi rằng sau bao việc đã xảy ra, hắn còn dám vác mặt tới nơi này hay sao? Loberao từ từ khuyên phu nhân hãy bình tĩnh. Tháp chủ Hắc Ma Pháp không hề liên quan đến chuyện này. Dù được bàn cái dầm rồi trách ngài Loberao nói thế thì có phải tất cả lỗi thuộc về xích tháp hay không? Tên Luber mở mồm giải thích rằng hắc tháp không quản được hết toàn bộ các hắc pháp sư. Hắc ma pháp sư đứng đằng sau sự việc lần này là David. Mụ ta không nằm dưới quyền của hắc tháp mà làm việc dưới trướng của hội ma pháp. Trong khi phu nhân Zulat đang định chất vấn tiếp thì bị ngài Gilead ngăn lại. Ông hỏi mục đích gì kéo tên Luber tới đây. Luber giải thích rằng hắn cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Vài thế kỷ trước, chỉ cần học hắc ma pháp thôi cũng sẽ bị coi là tội chết. Nhưng sau khi vơ ma vĩ đại cùng thỏa thuận với ma vương thủ cấm, mọi người nếu có nguyên vọng đều được phép học hắc ma pháp. Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Giới thiệu hắc ma pháp với người khác và kỳ khí ước đều không còn là tội nữa. Vì vậy hắn đơn giản đến chỉ bởi sự tôn trọng với ước muốn của gia tộc Leon Hutt mà thôi. Gillette nhận ra ý hắn là buộc phải hạ thấp bản thân, dù điều này là không cần thiết chỉ vì danh vọng của gia tộc Leon Hurt ư. Tên Lumber xác nhận điều đó là đúng, nhưng hắn không muốn trở mặt thành thù với dân tộc Leon hết vì chuyện này, nên hắn mới tới để chịu trách nhiệm. Mọi tội danh liên quan đến thuốc phiện đều bị xử lý theo luật pháp của Arad. Tất cả những người ở hang ổ thuốc phiện đó đều sẽ bị tống vào nhà tù. Mấy con Sucubus cũng sẽ bị cảnh cáo. Trách nhiệm của hắn là sẽ chặt đầu nam tước Onfer, kẻ đã ký giao ước với quỷ Zenith và qua đó cố dụ khế ước với Ude. Bộ ánh sáng trong tòa tháp vụt tắt dù không có gió, bơ lập tức vận ra một quả cầu và thông báo rằng Ma Vương thủ Cấm có chuyện muốn nói. Vừa nghe thấy cái tên đó làm cho Hamel tức giận sôi máu, may mà vẫn kìm lại được. bơ vung tay điều khiển quả cầu tạo ra một vệt sáng. Những ký tự cổ hiện ra trước mặt hắn, hắn dịch ra thành ngôn ngữ thông thường cho mọi người biết. Ma Vương thủ Cấm vô cùng thuận lòng, khi gia tộc Mao, một gia tộc rất được ngài quý mến, lại trở thành mục tiêu bị hãm hại, vì vậy hắn quyết định sẽ chém đầu nam tước Ulfer. Hamel không còn đủ bình tĩnh để nghe gì thêm cơ thể anh bốc ra luồng sát khí cực lớn anh gầm lên chửi tên khốn nạn đó sao cơ hắn còn bảo nó gia tộc của vợ mau được hắn quý mến à con bà nhà nó gillet cũng đang điên cuồng căm thù và kinh tởm trước sự sỉ nhục đó chỉ tiếc hắn không có mặt ở đây để băm vằm thật trong ảnh dẫn lời xong thì tên tháp chủ lơ bơ bày trò mèo mà một lần nữa cúi người xin lỗi hắn nói rằng mong gia chủ gillet hiểu cho rằng ma tháp và ma vương thủ cấm đều đang cố làm dịu sự bất mãn của gia tộc leo hớt đợi mãi không thấy Gillette phản hồi, Luber đứng dậy kính cẩn nói rằng hắn hy vọng sẽ được gặp lại tất cả mọi người trong bầu không khí thân thiện hơn. Trước khi coi người rời đi, hắn đã để ý tới Hamel và nở ra một nụ cười bí ẩn thách thức. Hamel cũng đáp trả hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, rực sáng, cam thù. Lúc này gia chủ ông mặt đau đớn bảo Hamel rời đi một lúc. Bây giờ chỉ còn lại ba người. Trấn tĩnh lại một lúc, Gillette quay sang Loberau với gương mặt khắc khổ. Ông nói có vẻ lần này đã mang lỗi nghiêm trọng với tóc chủ. Gilles sẽ mang Ud về nhà chính của gia tộc.